Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị đã quay trở lại với Nokia Sài Thành bên em ngày hôm nay á. Thì ngày hôm nay đầu tuần thì em cũng sẽ xin giới thiệu một sản phẩm là Nokia N900 nha anh chị. Mẫu này hàng Fullbook, nắp trượt ngang nha. Và máy là cảm ứng nha anh chị. Đây, cái máy vừa phím vừa cảm ứng luôn. Anh chị nào mà chưa có mẫu này á thì lấy mẫu này về sưu tầm sử dụng rất là ok. Cầm cái máy rất là đầm tay nha anh chị. Đây phía sau nè, camera. Rồi nó có cái phần để mình xem phim rồi này kia nè, để tựa luôn. Như là giá đỏ vậy đó anh chị. Đó, cái máy nè, màu đen nha anh chị. Pin sim đã bỏ sẵn rồi, để đi. Rồi bên trong nè, gồm một sợi cáp nè. Này những cái núm tai nghe. Đây gồm một tai nghe zin Nokia nè. Đây một củ sạc ba chấu châu Âu. Đó. Rồi quay lại cái máy nha. Để tránh mất thời gian của anh chị thì em cũng đã có lắp sim pin sẵn nè. Sóng căng đét nè, teo có 3G đầy đủ nha anh chị. Phía sau là có camera. Trượt xuống là sẽ chuyển sang chế độ camera nha anh chị. Đó. Cái phím chụp hình đây nè, nó lấy nét đồ đầy đủ. Đó. Có lát đồ rất là đẹp nha anh chị. Đây. Có đèn lát nè, hai cái đèn lát kép luôn. Đó. Rồi tắt đi, quay về menu ha. Đó. Phần phím này mình để nhắn tin hoặc là mình để bấm văn bản rồi nó rất là nhanh nha anh chị. Bây giờ nói chung là cũng chủ yếu để nghe gọi thôi chứ cũng không sử dụng cái phím nó nhiều. Đây, đây em để em tựa xuống cho chị xem. Đó, hồi xưa là nó đỉnh một thời. Hồi xưa là xem tivi rồi bằng cái này nè anh chị. Ngã xuống để cho anh chị xem vị trí luôn nè. Đó, hồi xưa là nó vậy. Đó, vậy thôi. Ở phía trên là cái loa nè. Cái này là cái cổng để mình sạc. Phía dưới là cái phím để mình tắt bật máy đó, phá máy nè, cái này là mở nè, cái này là phá lại nè, đó. Một cái cổng tai nghe, cái này hai lo anh chị, lo trên lo dưới nè, hai lo, phím này phím chụp hình, phím này phím nguồn, tăng giảm âm lượng nha, đó là nó chỉ vậy thôi. Cầm rất là nặng nha anh chị. Cầm anh chị nào mà thích nhẹ nhẹ thì cây này thấy nặng nha. Anh chị nào mà thích đầm tay rồi nó cầm nó đẹp sang thì nên lấy cái này. Đó vậy thôi. Hàng này thì nó khoảng 97-98% chứ nó không được xuất sắc nha. Đó, quay kỹ là cho anh chị nào ở xa mua cứ liên hệ qua cho em luôn ha. Đó, này đầu tuần. Rồi ok, rất là cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi nha. Thấy hay thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những dòng máy cổ từ shop bên em ha. Và chúc anh chị có ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nha anh chị.